What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss kia. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một bản phím cơ nữa. Và lần này thì em này sẽ đến từ hãng Azad và mã của nó sẽ là AK680. Con này thì nó cũng không có cái gì đặc biệt nhiều. Tuy nhiên thì với cái giá thành của nó thì nó lại trở nên khá là đặc biệt. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng xem thử con này sẽ có những cái gì hay ho nhé. Let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì chúng ta thấy cái hộp về cái hộp của nó thì mình nghĩ cũng không có gì phải đáng bàn cãi đâu. Về cái hộp của em Azad thì mình thấy nó cũng khá là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Và cái trọng lượng của nó thì khi mình cầm lên rất là nhẹ. Ok, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cuốn hướng dẫn sử dụng. Và tất nhiên cuốn hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ có cả tiếng Anh nữa. Và anh em thì nhớ đọc nha, tại vì những cái bàn phím mà layout nhỏ như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều chức năng. Đó, nên chúng ta sẽ phải giữ cái cuốn này để mà sử dụng cho nó dễ dàng. Phía bên trong thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái sợi dây cáp khá là ổn, dây cáp bằng nhựa thôi. À, nó sẽ hơi mỏng một chút và sẽ là dây tai C nha các bạn, từ tai A sang tai C. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm hai cái switch dự phòng nữa, cũng là red switch luôn, khá là ổn áp. Một con bàn phím giá rẻ như thế này mà được tặng khá là nhiều phụ kiện cũng ổn đấy chứ. Có thêm một cái nhổ keycap. Tuy nhiên thì cái này nó cũng cùi thôi, chứ không phải là xịn lắm. Một cái nhổ switch cũng dạng cùi luôn. Những cái dòng này thì mình nghĩ nhổ nó sẽ hơi đau tay đấy, nên các bạn nào lưu ý nhé. Rồi tiếp theo sẽ là đến nhân vật chính của chúng ta. Đó. Và cái hộp này thì mình thấy thiết kế nó cũng sơ sài, không có mút miết gì cả. Ok, và đây là em phím. Hiện tại phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản màu tím. Tím của nó sẽ là hơi tím, hơi nghiêng nghiêng về màu đậm một chút. Nhìn khá là nịnh mắt nha các bạn. Đó, nó không có quá gắt, nhưng mà cái màu tím của nó hài hòa so với lại cái tổng thể cả cái cây màu tím luôn. Không biết là ở trên camera thì nó sẽ nhìn thế nào, chứ còn nếu mà ở ngoài đời thì các bạn nhìn màu tím này nó khá là dịu mắt luôn nha. Và như các bạn thấy thì em này sẽ là layout 68. Chúng ta sẽ vẫn có cụm phím mũi tên và một số cái cụm chức năng ở phía bên này. Về cái chất lượng build khi mình cầm lên thì nó rất là nhẹ, do con này hiện tại đang là phiên bản dùng dây chứ không phải là không dây, cho nên nó sẽ không có pin. Cầm lên cực kỳ nhẹ luôn, rất là thuận tiện cho bạn nào mà cần một cái bàn phím nhỏ gọn mang đi thì nó sẽ không có quá nặng. Về cái keycap thì chúng ta thấy được cái chữ in phía trên keycap rất là to và sắc nét. Đồng thời những cái chữ này thì nó làm cực kỳ đơn giản. Nói chung làm cho mình rất là ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên về cái phông chữ của em này. Và chúng ta sẽ có điểm xuyết một số các cái hình ở phía các cái chữ, các phím chức năng ở đây. Chúng ta sẽ có những cái hình giống như là dành cho game thủ vậy. Về cái chất lượng keycap, để mình mở lên cho các bạn xem nha. Đó. Chất lượng keycap thì như các bạn thấy đây thì keycap của nó sẽ là keycap PPT. Và cái chất lượng in thì sẽ không phải là in double shot mà nó kiểu in in khắc laser lên hay đổ một lớp bực lên ấy. Mình sờ có cảm giác khá là sần. Những cái chất lượng in như thế này thì nó sẽ không được bền lắm. Tuy nhiên thì với cái giá tiền này chúng ta cũng không có đòi hỏi gì thêm nhiều. Về cái độ dày của keycap thì mình đánh giá khá là ok, khá là ổn. Chuẩn keycap của em này thì sẽ là chuẩn XDA, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy các cái hàng của nó sẽ đều phẳng như nhau luôn. Đây, đó nó sẽ phẳng đều như thế này. Và nó cũng tự tự như là những chiếc bàn phím laptop, cho nên rất là dễ cho những bạn nào mà quen sử dụng laptop rồi thì lướt trên cái phím này thì cực kỳ nhanh luôn nha. Hiện đây thì mình sẽ cho các bạn xem luôn cái switch của em này. Em này thì sẽ sử dụng red switch. Và với dòng red switch thì các bạn yên tâm là gõ nó sẽ cũng khá là êm. Switch của em này thì mình thấy của một cái hãng gì đó mà nghe cái tên khá là lạ, cũng không rõ là của hãng nào. Tuy nhiên thì nó là red switch và khá là mượt. Có lẽ là con này giá rẻ cho nên là khi mình gõ thì vẫn sẽ nghe cái tiếng ping nếu mà chúng ta gõ lực mạnh. Có một cái đặc biệt nữa là cái start của con này rất là ổn nha các bạn. Khi mà mình sử dụng cái start á thì mình thấy hình như là nó đã được cân sẵn trước rồi, cho nên là cái start của nó khá là ổn, không có bị rung lắc nhiều. Tiếng của nó cực kỳ ổn luôn, chỉ có mỗi cái tội là ping switch hơi cao thôi. À, ngoài ra thì con này có hỗ trợ hot swap, tuy nhiên thì con này hot swap chỉ là hot swap rivet thôi, tức là dạng chân tròn, và cái hot swap của nó cũng rất là cứng nữa. Cho nên là các bạn
cực kỳ cẩn thận khi mà thay switch của con này nhé. Mình nhổ lên thì cũng cực kỳ vất vả luôn. Đó, cái hot swap của nó đây cũng chỉ là sửa hot swap 3 chân thôi, nhưng được một cái là chúng ta sẽ có thêm cái lót forearm ở phía dưới cái plate luôn, chúng ta sẽ có một cái lớp forearm PCB nữa. Và ngoài ra thì cái con này plate của nó sẽ là plate bằng PC, nhựa PC, cho nên sẽ cho cái cảm giác gõ nó cũng sẽ kêu to hơn và nó sẽ êm hơn là những cái thằng dùng plate thép. Về cái khung viền của con này thì sẽ hoàn toàn bằng nhựa thôi. Tất nhiên ở trong cái tầm giá này chúng ta sẽ đòi hỏi gì hơn. Nhưng cái khung nhựa này của nó cũng khá là chắc chắn nha. So với những chiếc bàn phím trong tầm giá thì mình nghĩ con phím này khá là chắc đấy. Mặc dù là plate của nó sẽ là plate bằng nhựa PC thôi, nhưng mà cái cảm giác mình cầm lên thì nó cũng sẽ cực kỳ là cứng. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ không thấy có gì cả ngoài bốn cái chân cao su thôi, một cái tem của nhà sản xuất thế thôi. Ở trên phía bên cạnh thì sẽ là cái đầu cắm tai C sử dụng cho bàn phím, thì em này sẽ sử dụng đó là cắm dây. Bây giờ mình sẽ cắm dây luôn cho các bạn xem nha. Ok, sau khi ta cắm dây vào thì chúng ta sẽ thấy em này vẫn hỗ trợ đèn led cho chúng ta, mặc dù với cái giá cực kỳ rẻ là chỉ hơn 300 ngàn thôi, nhưng nó đã có hỗ trợ đèn led luôn. Tuy nhiên thì led của nó cũng chỉ là led rainbow thôi, tức là sẽ chia vùng như thế này, không có đổi màu led được nha. Vẫn sẽ có hỗ trợ cho chúng ta những cái hệ thống đèn led cực kỳ là bắt mắt luôn. Mà chỉ cần biết giữ FN với lại cái nút này để đổi các chế độ đèn led, nó cũng sẽ có rất là nhiều chế độ đèn led nha. Và led em này mình thấy đánh giá cũng khá là mượt, và đặc biệt là nó cũng sáng nữa, cho nên là các bạn yên tâm. Đó, không phải là cái dạng xoàng đâu, rất là ok đấy. Mặc dù là mình đang để đèn ở trong phòng rất là nhiều nha, nhưng mà led của nó vẫn cực kỳ sáng, đảm bảo cho các bạn là sử dụng ban đêm hay là các bạn thích màu mè thì vẫn có thể decor em này một góc luôn lên được. Chúng ta vẫn sẽ có thể chỉnh được led bằng cách FN mũi tên lên để tăng độ sáng này, giảm độ sáng hoặc là tắt led luôn. FN qua bên phải để tăng tốc độ chạy led. Đó, hoặc là FN sang bên trái để giảm tốc độ. Thế thôi, khá là đơn giản. Như các bạn thấy con này có một cái đặc điểm nữa, đó là nó sẽ có hỗ trợ cả mask và cả win luôn. Đây, chúng ta chỉ cần ấn FN chữ A là chuyển sang mask, FNS là chuyển sang win. Và khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới đây nó sẽ có một cái layout dành cho mask riêng và một cái layout dành cho win riêng. Đây là một cái điểm cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước quan trọng nhất, đó là sao test em này thử xem thử với con bàn phím cơ tầm giá 300 nghìn thì cái âm thanh gõ của nó ok không nhé. Và như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em nghe thử. Và thực sự là mình khá là bất ngờ với cái chất lượng âm thanh gõ của em này, cũng như là cái cảm giác gõ nữa. Và cái cảm giác gõ của nó cực kỳ chắc tay luôn. Tiếng của nó thì nổ khá là giòn, mặc dù là nó vẫn còn tiếng ping do switch. Nếu mà các bạn là siêng thì có thể nhổ ra lúc này một xíu nữa thôi là quá ngon luôn. Bảo đảm bao mượt. Về các cái stab của nó thì mình thấy với cái tầm giá này thì nó làm rất là ổn rồi. Những cái nút như space này, shift này, đó, thì nó đều làm cực kỳ tốt trong cái tầm giá luôn. Theo như mình biết, vào với tầm giá khoảng hơn 300 ngàn thì mình chưa thấy có con bàn phím nào mà nó có cái chất lượng build về cái staff ổn như con này hết. Và như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em con bàn phím Azad AK68. Con này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản màu trắng tím như thế này và một phiên bản nữa là màu trắng đỏ. Và anh em nghĩ sao về em bàn phím này? Nếu mà có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở trong phần bình luận nhé.
Với cái giá của em này thì anh em cứ click vào link mình để lại trong phần mô tả của video á, để mình xem thử giá hiện tại của nó là bao nhiêu. Và tất nhiên mình mua trực tiếp ở trên trên fanpage thì nó sẽ rẻ hơn là trên Shopee nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot kia đấy. Bye bye.